Thằng dễ lớn cái là bà nội nhá, bà nội chồng y phụ tập duyên được lâu được thằng lên bà nội, thằng lên bà nội cử duyên duyên đó mẹ ép hoa quả hàng qua rồi mọi người ơi, cứ hàng đi lại một vòng. À, đúng không? À đúng rồi, ở Củ Chi. Sao lại ở Củ Chi ta? Sao lại ở Củ Chi? Ở Gò Vấp bà ơi, ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp mọi người ha. Sở chúng thái yên rồi. Đấy, cái gì bé, khai mấy sửa là Đa sửa Đa sửa Sở chúng thái yên rồi. Yên rồi đi vô cái máy em à, cái bà nội hơi nước, hàng vô bà nội hơi nước thì ná đi cơ tiên cô làm sao bà nội hơi nước à, cái bà nội hơi nước này là một cái bà nội mà hàng không biết là do hàng quê mùa hay là như thế nào mà nó là một cái bà nội mà hàng thấy từ trước đến giờ hàng sử dụng là cái dầu mà nó xịn nhất so với những cái loại mà từ trước đến giờ hàng dùng, chứ không có nghĩa là nó sẽ là xịn trong tất cả các loại đó mọi người ạ, mà nó là xịn hơn hẳn so với những cái loại mà hàng đã từng dùng đó, bởi vì cái công năng mà cái sản phẩm này nó có nó khác biệt hoàn toàn luôn. Mọi người có thấy một cái dòng bàn ủi hơi nước mà vừa có thể ủi khô vừa có thể ủi hơi được không mọi người, vừa có thể ủi hơi nước mà vừa có thể ủi khô được nhá, lại vừa có thể tự biết mình tự rửa ráy lại tự có thể rửa ráy được mọi người, tự vệ sinh tự rửa ráy cho bản thân của mình được luôn, vừa ủi khô được vừa ủi nước cấp độ 1, ủi nước cấp độ 2 và tự rửa ráy. Ủa mà cái từ rửa ráy, ráy là cái gì ta? Tôi tự rửa được mọi người ơi. Ráy là cái gì mà người ta hay gọi là rửa ráy ta? Rửa ráy, ráy là cái gì mọi người? Ráy là cái gì vậy đó? Đây mọi người ha, đây nhá, đây cái này á mọi người, nó sẽ là 100ml. Cái này nó sẽ chứa được 100ml. Khi mà mọi người để đầy cái này thì mình sẽ ủi được khoảng tầm 2 cái áo, khoảng tầm cỡ 2 cái áo nhá. Rồi bây giờ này, nó có những cái ưu điểm như thế này ha. Cái này mình sẽ để vô đây nhá mọi người. Mình cài nó vô đây nhá. Chỗ này á, thông thường mình ủi xong rồi là mình hay không biết để nó ở đâu, đúng mọi người ạ? Mình mà để nó ngược nó lên hay kể cả mình có dựng đứng nó lên đi chăng nữa thì nó sẽ dễ bị đụng vô nó nóng, đúng không ha? Cái này nó sẽ đi kèm cho mình một cái đế để mình có thể để cái này lên. Đó, rồi. Đây là một cái ưu điểm thứ hai, một là nó có thể để dọc, hai là nó có thể xoay ngang. Hoàn toàn có thể xoay ngang và các mẫu có thể ủi ngang như thế này hoặc là các bạn có thể ủi dọc như thế này được luôn mọi người ha. Đó rồi, các bạn để ý cái chỗ này nó hình tam giác mọi người. Thằng ví dụ khi mọi người ủi với những cái loại bàn ủi mà nó có hình vuông hoặc là hình tròn thì khi mọi người ủi ở những cái khu vực mà nó góc nách thì mình sẽ ủi làm sao mọi người, phải nó hơi khó đi không á, hoặc là cái phần đũng quần của tụi mình đó thì mình sẽ ủi nó hơi khó. Thì khi mà cái này nó là hình tam giác, khi mọi người di ở những cái khu vực mà nó góc quét như vậy ấy, đây thằng ví dụ nhá, cái khu vực mà nó góc quét như vậy mọi người đó, thì nó sẽ di được cụ thể hơn, nó sẽ di được tốt hơn, nó đến cái khu vực góc của mình một cách hiệu quả hơn ha. Rồi tiếp theo nữa nè, hàng sẽ đi vô hàng test từng chế độ cho mọi người coi. Đầu tiên là cái chế độ đầu tiên là ủi khô mọi người ha, chỗ này sẽ là chế độ ủi khô, chế độ 1 sẽ là chế độ ủi khô, chế độ 2 sẽ là chế độ mà ủi hơi nước nhẹ, ủi hơi nước mặn và cái chế độ tự vệ sinh. Đối với chế độ tự vệ sinh, nếu như bạn nào mà mới sử dụng đôi khi mọi người còn hơi bật không lên, là cái chế độ tự vệ sinh là mình phải ấn giữ liên tục, sau đó nó sẽ tự phun nước ra. Khi mà nó phun nước ra sẽ nhả đi những cái nước cặn ở bên trong hoặc là những cái dơ ở bên trong, nó làm sạch bề mặt của cái máy này. Và cái chất liệu bề mặt này là cái chất liệu mà không gây khô quần áo của tụi mình ha. Rồi bây giờ hàng sẽ đi vô để hàng test nhá. Hàng vô hàng test. Ba chấu, của nó là ba chấu mọi người ha. Đây đây đây. Ví dụ nhá mọi người ơi. Duyên sẵn chị đâu. Hàng ủi một cái áo như thế này nhá. Ba nhà này vô. Cái áo năm 1985 mọi người. Mình đi vô mình nói cái áo năm 1985 mọi người. Năm 1985 tới giờ. Đây. Chứ sư xin đại khai là sư can tạp ạ. Đây là chế độ. Nó nóng rất là nhanh. Nó nóng rất là nhanh đó mọi người. Đây là một cái chế độ, đó là chế độ ủi. Ủi khô. Đó, một chế độ ủi khô nhá. Mọi người thấy chưa? Hàng vừa mới ghi một cái xong nó đã nóng rồi, mọi người thấy nhá. Vừa mới ghi một cái xong nó đã nóng lên rồi. Cho nên là bạn nào mọi người sử dụng cái này, mọi người để ý cái nhiệt độ của nó nhá. Mọi người đừng có để cái tay đây mọi người sờ nhá. Rồi, chế độ thứ hai là cái chế độ ủi hơi nước. Mọi người thấy phúng nào, Hằng sẽ sử dụng cho mọi người coi hơi nước thì nào cái khay đi. Nào cái khay đi cái ủa. Nào cái khay đi. Khay đi, khay. Hằng lấy cái màu đen Hằng cho mọi người coi cái hơi nước nó phun ra nó có bị
Vậy thì sao vậy? Khi mọi người mới bật lên đó thì cái hơi nước nó phun nó sẽ khá, nó có một ống tan sẹt một xíu nhá. Ủa gì hả? Đây mọi người ha. Nó nóng khá là nhanh rồi mới bảo. Chuyện được là gì? Cái khi mà nó phun ra mọi người, nó phun ra nó cái hơi nước của nó khá là đều, chứ nó không có cái vấn đề đó là từng giọt bọt 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 phúng ra đâu mọi người nhá. Không có cái vấn đề mà phúng ra. Nếu mọi người nhìn thấy rõ không ta? Đấy. Đó, mọi người thấy nhá. Nó không có bị phúng nước ra nha mọi người, không bị phúng nước ra đâu, nó ra hơi nước của nó khá là đều. Rồi, thằng lấy ví dụ như mọi người hay ủi là cái áo em bé phải không? Mọi người hay ủi áo em bé hoặc là áo bình thường của tụi mình ở nhà có ủi hơi nước ủi khô, nên là cái này nó lên nhiệt rất là nhanh, nên mọi người ơi không cần phải đợi quá lâu. Bạn nào mọi người ủi nó mọi người chú ý một xíu nhá. Đừng có rờ tay vô nó, bởi vì trong khoảng tầm vài giây đầu thôi nó đã nóng lên rồi đấy. Vài giây đầu. Đây ha, hiện tại hàng đang bật là chế độ thứ hai. Cái này, ôi chào, để lên một cái. Ôi à. Đi mà chưa Linh à. Để một cái là nó thẳng luôn mọi người. Đấy đó, nhìn nào sao chứ. Để lên một cái là thẳng luôn. Đây cái tay nhá mọi người, nhìn xem nào cho coi kể thăm cái tay này ra đây. Đây cái tay nhá mọi người. Là cái siêu rồi. Cái tay đây thì nào có lại ra, nào có lại để. Siêu rồi vậy. Bố rượu kể thăm cái này ra. Đây cái tay nhá mọi người nhá. Rồi đây thằng để xuống, mọi người coi này, mọi người coi nhá. Ỉn lên một cái rồi. Nhanh lắm. Trời ơi nó ủ đúng phẳng luôn mọi người, rất là nhanh luôn mọi người ha. Cực kỳ là nhanh cực kỳ luôn. Vậy là nó hỏi vô hả? Ừ. Cái này ok, cái này cũng nhanh dữ lắm. Nè, cái chỗ này nó cũng đang rất là nhanh luôn mọi người. Cái chỗ này mọi người này, cái khu vực này. Từ từ. Nó thở thả cái hơi ra mà nó mắc nóng thì bằng nó ra đây. Từ từ. Đây mọi người thấy nhá. Cái khu vực này đang nhanh nhá. Mọi người coi nhá, đang nhanh nhá. Đây. Ấn lên một cái thôi mọi người. Trời ơi mọi người ơi. Đây mọi người coi nè. Đó mọi người thấy chưa mọi người ha. Cái này nó còn không được rõ mấy đấy. Cái này cái áo thằng này thằng cu nó còn còn hãy dùng chỉ tha thằng cưng này cơ mà. Y phục mà. Ờ. Dùng cái gì? Qua lần rồi. Qua hai mươi sáu ngày đúng. Ở cái địa phương này. Thà trung chỉ phải phu dụ rồi thằng nó phòng nhà chị. Đây cô được. Thà trung chỉ. Thằng đổi một cái nổi cho mọi người. Nhật Dương hả? Nhật Dương đi học rồi. Thà trung. Ví dụ như cái áo này đây nha mấy bạn. Mọi người hoàn toàn có thể để đứng hoặc để ngồi được, nhìn nó cho. Mọi người có thể để đứng hoặc là để nằm được cái trơn nhá. Đây nhá. Rồi đây. Đây. Chưa bước xíu. Đây. Đây. Thông. Chinh chinh là ý của. Trời ơi. Lẹ lắm, cho để cua của. Nó phẳng lẹ lắm mấy bà ơi, nó phẳng rất là lẹ luôn á. Không cần phải di nhiều nhá mọi người. Trời ơi, nè không có cần phải di nhiều luôn. Nó phẳng rất là nhanh đây mọi người nhá. Rồi ví dụ như ở cái góc này mọi người để ý, cái phần này nó hình tam giác các mọi người, cái kiểu nó nhỏ nhỏ một xíu này, không phải là tam giác nhưng nó nhỏ một xíu. Ở những cái góc của mình, ví dụ như những cái góc áo, nách áo này ha. Những cái nách áo này các bạn chỉ cần di vào trong đây nó sẽ dễ đi đến tận kẽ luôn. Đến tận khe, tận đọt luôn mọi người đó. Nó sẽ dễ di đến tới đây luôn. Bình thường á mình làm khu vực này nó sẽ hơi khó, ổn khổ chỗ này nó sẽ hơi khó. Còn cái này sẽ phẳng luôn cái khu vực đó mọi người ha. Đó. Rồi. Đây tiếp tục cái khu vực khác. Cái sản phẩm này ủi ok. Nhưng mà thôi ủi được rồi mấy bà ơi. Cái vụ mà ủi là mình đã thấy ok rồi đấy. Cái phần ủi là ok lắm. Các bạn có thể ủi đứng hoặc là ủi treo. Chưa thôi qua hay sao này cơ, tôi nướng qua sang xin. Mọi người lấy cái mắt hoặc mọi người lấy cái mắt mọi người treo lên hoàn toàn có thể ủi đứng được, mọi người để nằm cũng được luôn nhá. Rồi đây các bạn có thể để ý là nó sẽ có thể là quay dọc hoặc là quay ngang, mọi người thấy không? Quay dọc hoặc là quay ngang. Vừa quay dọc lại vừa quay ngang được mọi người ha. Đó, rồi thêm một cái định nữa, bây giờ hàng sẽ test cái chế độ mà tự làm sạch cho mọi người coi nhá. Cái chế độ tự làm sạch này chưa chỉ chi xỉ thì nắng lên cơ quần. Cái chế độ tự làm sạch này mọi người ha. Cái này không phải cái dòng mà đổ nào nó cũng có thể có đâu mọi người coi này, chứ chưa ăn.不是，不是，你们都不会。他在这时候按着。按着不放是吧？对。还没到呢。放到。啊。不用，丢了，可以。丢了，现在手动了。它会丢手，再往上抬。Đây mọi người ơi, chế độ tự làm sạch xíu là nó nhỏ nước mọi người coi nhé. Trang trí gì đó. Đây là nó đang. Đó, mọi người thấy chưa mọi người? Đây nhá. Nó có thêm một cái chế độ này là chế độ tự làm sạch mà từ những cái dòng sản phẩm hàng sử dụng hiện tại chưa có sản phẩm nào mà nó có thể như thế này. Là khi mà mọi người sử dụng đó mọi người, những cái nước ở bên trong mọi người xài được nhiều lần, mọi người bỏ nước vô nhiều lần đấy ha. Với là
它是隐的，然后也是自动停的。mọi người nhá, rồi chưa cơ để sang bên kia. Những cái loại mà máy ủi mọi người, thông thường mọi người bỏ nước vô trong đó thời gian lâu nó hay để lại những cái cặn đúng không ha? Và khi mà mọi người không làm sạch nó, những cái cặn đó khi mọi người nó phun ra bên ngoài, nhất là những cái áo trắng nó sẽ làm cho cái áo trắng của mình bị dơ. Thì đây là một cái dòng bàn ủi mà từ trước tới giờ Hằng thấy là nó có cái chế độ này mà những cái dòng Hằng đã sử dụng qua nó chưa có chức năng này. Cho nên Hằng mới nói là Hằng không biết là do Hằng quê mùa hay là như thế nào mà đây chính là một cái sản phẩm đầu tiên mà Hằng thấy nó có một những cái chức năng mà đa năng như vậy. Là Hằng đang chấm điểm cái này rất là cao, mặc dù cái giá thành của nó sẽ hơi cao hơn so với những sản phẩm thông thường một xíu. Cảm ơn, em cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người ha. Rồi mọi người ơi, để Hằng xem giá gốc của cái sản phẩm này ngày hôm nay bao nhiêu tiền. Giá gốc của nó ngày hôm nay xem bao nhiêu nhá. Cái này xài đã lắm, cái này xài đã lắm mọi người ạ. Giá gốc nào để Hằng xem nào, giá gốc của nó nhá. 1.490.000 trên live hôm nay hình như trung bình mọi người đang còn cỡ khoảng tầm là hơn 700. Nếu như mọi người áp voucher vô cái giá cuối cùng sẽ là 740. Nhưng nếu trong trường hợp mọi người không có voucher sẽ đúng rồi là 790 đúng mọi người ha. Nếu như mọi người áp voucher vô, giá voucher cuối cùng là 740 đấy. Không có voucher thì trung bình sẽ là 790.000 một máy. Giá gốc của nó sẽ là 1.490, nó rất là đẹp. Cái ngoại quan của nó rất là đẹp và đặc biệt là khi mọi người sử dụng xong các bạn sẽ để lên trên đây, mọi người không có sợ bị nóng bị phỏng mọi người ha. Không sợ bị nóng bị phỏng nữa nhá. Nó có những chế độ, một là ủi khô. Đó, nhưng mà Hằng ít khuyến khích mọi người ủi khô bởi vì ủi khô này các bạn phải để ý nhiệt độ. Ủi khô nó giống như cái bàn ủi thông thường của tụi mình đó, mọi người phải để ý cái nhiệt độ của nó một xíu nhá. Thứ hai nữa là mọi người sử dụng chế độ thứ hai là chế độ ủi hơi nước, hơi nước cấp độ 1. Đó, và có một cái dạng hơi nước cấp độ 2 nữa, và có cái nút cuối cùng sẽ là cái phần mà để tự làm sạch, giống như hồi nãy Hằng test cho mọi người đó, một cái chế độ tự rửa, tự làm sạch mọi người ha. Có voucher vô sẽ rẻ hơn bà ơi. Tùy theo khách hàng có những voucher khác nhau đấy. Rồi cái này Hằng sẽ tặng qua ha. Tưởng sao đi chuẩn bị tiền cho hộ tưởng sao của mình hay quấy thôi. Rồi cái sản phẩm này Hằng sẽ tặng qua nhé mọi người. Rồi Hằng sẽ đi cho mọi người qua cái nồi này. Chưa cả. Chưa cả cuộn. Chưa cả. Pass.